Và chào các bạn, Apple vừa nâng cấp toàn bộ thiết bị của mình lên hệ điều hành mới. Và ngay lập tức thì mình đã nâng cấp lên iOS 13, WatchOS 6, iPadOS và macOS Catalina. Và hôm nay mình sẽ gửi tới mọi người trải nghiệm của mình về iOS 13 cũng như là về WatchOS 6 nhé. macOS Catalina thì mình nghĩ rằng mọi người chưa lên nên bởi vì nó siêu siêu lag. Còn video về iPadOS mình sẽ gửi đến mọi người trong ngày mai nhé. Điều đầu tiên trên iOS 13 mà mình nghĩ rằng những người dùng iPhone cũ sẽ vô cùng thích, đó chính là hiệu năng sẽ được cải thiện lên rất là nhiều. Về Face ID sẽ được cải thiện lên 40%, và điều quan trọng ở đây là tốc độ mở app nó cũng nhanh gấp đôi, mở rất là nhanh. Nhưng mà mình cũng chưa trải nghiệm kỹ chính xác là cái tốc độ mở app này nó có nhanh hay không, bởi vì đây mới chỉ là bản developer beta mà thôi, nhiều khi tốc độ cũng không chính xác. Cái điều mà mình có thể dễ dàng nhận ra nhất ấy, đó chính là Face ID bây giờ nó mở nhanh hơn rất là nhiều. Bình thường thì đối với con iPhone XR này thì thường chúng ta sẽ phải đợi một lát thì nó mới mở khóa đúng không? Nhưng mà bây giờ bấm mở là vào luôn. Đây anh em thấy không? Gần như mình không phải đợi một chút nào cả, và còn thậm chí còn không nhìn thấy cái khóa nó còn mở ra cơ. Và mình tin chắc rằng với phiên bản cập nhật iOS 13 này thì sẽ không còn ai phàn nàn về tốc độ mở khóa của Face ID nữa. Tiếp theo, tính năng nhận được nhiều sự chú ý nhất trên iOS 13 đó chính là Dark Mode. Vâng, Apple lúc nào cũng vậy, không cần thiết là làm nhanh hay là làm chậm, nhưng mà một khi đã làm thì kiểu gì cũng hot. Và để có thể kích hoạt chế độ Dark Mode, anh em chỉ cần vào cái phần Display ở đây, chọn ánh sáng như bình thường hoặc là chọn chế độ Dark. Ngoài ra thì anh em cũng có thể bật chế độ Dark Mode thông qua việc là giữ vào cái thanh độ sáng này, chọn Dark là xong, rất nhanh và đơn giản. Điều làm mình khá là ngạc nhiên đó chính là mặc dù cái màn hình của con XR này nó chỉ sử dụng tấm nền LCD thôi, nhưng mà cái màu đen của nó rất là sâu và gần như là sâu không thua kém gì so với cái màn OLED thông thường cả. Thế mới biết là khả năng tối ưu tấm nền của Apple là tốt như thế nào. Cải thiện trên iOS 13 mà mình thích nhất đó chính là giờ đây chúng ta có thể edit video dễ dàng hơn, có nhiều tính năng thú vị hơn rất là nhiều. Apple có giới thiệu là trên iOS 13 thì chúng ta có thể tùy chỉnh cường độ sáng trên khuôn mặt. Tuy nhiên thì ở phiên bản developer beta này mình chưa thấy tính năng đó, mà chúng ta mới chỉ có thêm tính năng tùy chỉnh độ sâu trường ảnh thôi. Tính năng này trên Android thì đã có từ rất là lâu rồi, nhưng mà bây giờ Apple mới tích hợp. Dù sao thì nó vẫn rất là hay và tiện lợi. Và để có thể thay đổi độ sâu trường ảnh, anh em chỉ cần bấm vào nút F ở đây là xong. Nó sẽ có những mức khẩu độ khác nhau. Thực ra thì đây chỉ là khẩu độ giả thôi, chứ còn khẩu độ trên smartphone thì sẽ không thể thay đổi được đâu nhá. À, trên những chiếc flagship của Samsung thì sẽ có thể thay đổi được hai khẩu độ. Rồi quay trở lại với tính năng edit video thì bây giờ chúng ta còn có thể có rất là nhiều những tùy chỉnh khác nhau như là exposure này, hay là thêm highlight vùng sáng, thêm shadow, như Lightroom luôn, thêm contrast, thêm độ sáng rất là tiện lợi, như kiểu tích hợp Snapseed vào đây ấy. Thậm chí nhá, ở khoản edit video thì chúng ta cũng thể làm được với những cái tính năng như vậy. Chúng ta cũng có thể chỉnh exposure, highlight, shadow, contrast, brightness. Vâng, rất là nhiều luôn. Và điều khiến mình khá là ngạc nhiên đó chính là bình thường khi chúng ta chỉnh như thế này này và quay trở lại live view ấy, thì trên máy tính thậm chí nó cũng lag rất là nhiều, nhưng mà trên iPhone nó không hề lag một chút nào. Thế biết là Apple tối ưu hệ điều hành tốt đến như thế nào. Nhưng mà khổ nỗi đó chính là khi mà các bạn render ra ấy, nó vô cùng lâu luôn. Sao rồi? Đấy, tự nhiên khóa, không hiểu sao. Chắc là đấy chỉ là một cái lỗi nhỏ trên iOS 13 bản beta mà. Lag là điều dễ hiểu thôi. Mình muốn thử render cho mọi người thấy là nó sẽ lâu như thế nào. Edit. Chỉnh hai này, mây thay đổi này, shadow những vùng tối thay đổi, tăng contrast, vâng, quay, tăng độ sâu này, rồi tăng saturation lên, mình sẽ thay này, một độ ấm giảm một chút, ok, cho tháng ba. Done, bây giờ render nhá. Bị lag rồi, không hiểu sao luôn. Bình thường render thì nó rất là lâu, nhưng bây giờ thậm chí không render được cơ. Thôi, bỏ qua điều đó, chúng ta cùng đến với những tính năng khác đi. Về khả năng sắp xếp hình ảnh ở trong mục photo, bây giờ nó cũng dễ dàng và trực quan hơn rất là nhiều. Chúng ta thể zoom to, zoom nhỏ này. Và bây giờ các hình ảnh nó được chia theo ngày, tháng, năm. Đấy, theo như Apple giới thiệu thì mục photo này sẽ tích hợp AI và nó sẽ dựa theo những hình ảnh mà anh em thường xem thường xuyên nhất từ trước đến nay, và nó sẽ hiển thị theo những cái mục ở đây này. Ví dụ như anh em nào có bệnh tự luyến ấy, thường xuyên xem hình ảnh của mình đúng không?
Và những hình ảnh ngày tháng năm ở đây này, nó sẽ hiển thị những hình ảnh của anh em qua năm. Và từ đó anh em sẽ biết được là sau 5 năm, 6 năm mình dạy thì có thành công hay không. Nhưng mà hiện tại có lẽ là do bản beta này nó chưa được hoàn thiện, thế nên mình vẫn chưa thấy cái tính năng AI của nó hữu dụng như thế nào. Và nó vẫn hiển thị cái dòng đang phân tích thư viện ở đây. Có lẽ là AI vẫn chưa phân tích xong. Ngoài ra, điều mình nghĩ rằng mọi người sẽ cực kỳ thích trên iOS 13 đó chính là người dùng có thể cắm ổ cứng ngoài và truyền nhận dữ liệu trên iOS 13. Ở trong buổi keynote thì Apple mới chỉ nhắc đến tính năng này ở trên iPadOS thôi, nhưng mà ở trên iOS 13 thì mình check trên trang chủ cũng có tính năng này. Khá là hay, chỉ có điều là anh em sẽ cần phải mua thêm cái jack chuyển đổi từ Lightning sang cái ổ cứng của anh em ấy, bởi vì Apple vẫn chưa chịu sử dụng USB Type-C trên những chiếc iPhone của mình. Nhưng mà không sao, mua cái jack chuyển đổi đấy nó cũng không tốn quá là nhiều tiền của anh em đâu. Hay, bây giờ thì anh em cũng có thể đăng nhập bằng Apple ID. Thay vì sử dụng Facebook hay là Google để có thể đăng nhập vào các app bên thứ ba, thì bây giờ chúng ta có thể đăng nhập bằng Apple ID. Cũng không hẳn là có thể đâu, mà theo Apple thì đó chỉ là bắt buộc. Cứ app nào anh em có thể đăng nhập được bằng Apple ID thì sẽ không thể đăng nhập được bằng Facebook hay là Google nữa. Và sau khi đăng nhập bằng Apple ID, tài khoản Gmail của bạn sẽ được mã hóa và không để cho bên thứ ba thấy được, tránh spam quảng cáo không cần thiết. Bên nội của tin này thì Apple sẽ khen ngợi rất là lớn từ phía người dùng khi mà tài khoản của họ sẽ được bảo mật hơn, Gmail của họ sẽ không bị đem đến cho những bên thứ ba để quảng cáo nữa. Nhưng mà đằng sau đó, chúng ta có thể thấy được rằng Apple đang muốn tuyên chiến với cả Facebook, với Google, hay là nói một cách mỹ miều hơn, đó chính là Apple muốn tuyên chiến với cả ngành quảng cáo điện tử. Nhưng mà dù sao, đó là vấn đề của những ông lớn, còn vấn đề của người dùng là sử dụng thôi, đúng không? Chả làm được gì cả. Một vài những tính năng phụ trợ nữa như là Maps 3D, nhưng mà chúng ta chưa thể trải nghiệm được tính năng này. Hay là Memoji cũng được cho phép tùy chỉnh app hơn, cái gì xuất hiện trên khuôn mặt thì anh em cũng có thể tùy chỉnh được hết. Cái này thì các chị em thích đấy. Siri nói chuyện bây giờ cũng tự nhiên hơn, hay là hai người dùng AirPods bây giờ có thể nghe chung bản nhạc với nhau, khá là hay. Hay là một vài những cái thay đổi nhỏ trong thiết kế giao diện của iOS 13 như là phần volume bây giờ. Thay vì khi bấm ở đây nó sẽ hiển thị ở giữa, bây giờ nó sẽ hiển thị ra cạnh ở đây, anh em có thể tùy chỉnh ở luôn. Nó rất là trực quan đúng không? Trông đơn giản hơn mà trực quan hơn rất là nhiều. Tóm lại thì sau 3 ngày trải nghiệm với iOS 13, mình thấy rằng đây là một phiên bản đáng để thử, thử ngay lập tức. Và nếu mà anh em nào muốn trải nghiệm Dark Mode, muốn trải nghiệm tốc độ mới của iOS 13, muốn trải nghiệm khả năng chỉnh sửa edit video đa dạng hơn, hay là một vài cái tính năng phụ trợ khác thì hãy nâng cấp luôn. Trong suốt quá trình trải nghiệm thì mình không gặp bất kỳ những cái lỗi nào quá nghiêm trọng, ví dụ như là sụt pin quá nhiều hay là máy nóng đột ngột này, chỉ gặp một vài những cái trường hợp lác đác như lúc nãy thôi. Cũng có thể là do mình là người may mắn, nhưng mà thực sự phiên bản iOS 13 này rất đáng để thử nghiệm các bạn ạ. Tiếp theo, về WatchOS 6 là sao? Nó gì đặc biệt? Thì điều mà người dùng thích nhất mỗi lần WatchOS được cập nhật đó chính là chúng ta bây giờ sẽ có thêm rất là nhiều những hình nền mới. Ví dụ ở đây chúng ta có thêm những cái chế độ hình nền Gradient này, có Solo Dial, khá là hay. Nhưng mà cái này hơi màu mè thế mình cũng không thích cho lắm. Hay là một vài đơn giản hơn đây, chúng ta cũng có thêm một vài những cái hình nền cổ điển theo kiểu dạng Classic. Và anh em có thể dễ dàng tùy chỉnh vào những cái hình nền này tùy theo sở thích cá nhân của mỗi người. Ngoài ra, một vài app cũng được tích hợp ngay trên WatchOS 6 lần này, đó chính là App Store sẽ được tích hợp ở luôn ở đây. Chúng ta không cần thiết phải tải trên iPhone rồi sync vào nữa, mà chúng ta có thể tải trực tiếp ngay trên WatchOS 6 này này. Rồi, một vài cái tính năng nữa như là chúng ta có thể ghi âm ngay trên WatchOS 6. Cái này hay đấy, nhưng mà nó cũng cực kỳ nguy hiểm. Giờ đây thì anh em có thể dễ dàng ghi âm người khác nói chuyện, và người khác, những người sử dụng Apple Watch thì cũng có thể dễ dàng ghi âm của chúng ta, mà chúng ta không thể biết được, bởi vì nó sử dụng trên một chiếc đồng hồ thôi mà. Hay nhưng mà nguy hiểm đấy, anh em cần chú ý nhá. Một tính năng nữa trên WatchOS 6 là bây giờ nó có thể đo được độ ồn xung quanh chúng ta. Qua đó thì chúng ta có thể biết được rằng môi trường âm thanh mà mình tiếp xúc nó có ổn hay không. Ví dụ như là bây giờ mình đang nói, độ ồn nó đang ở mức là khoảng là trên 70 dB, đang hiển thị rất là ok. Đấy, và nó sẽ cập nhật thông qua phần mềm Health đây này. Và chúng ta qua rất là nhiều ngày tháng thì sẽ biết được rằng cái môi trường âm thanh của chúng ta là như nào.
Nhưng mà đúng theo dự đoán, mỗi khi những cái tính năng về âm thanh được cải thiện thì thời lượng pin bao giờ nó cũng bị ảnh hưởng đi rất là nhiều. Ví dụ như mình sử dụng một ngày mà dung lượng pin nó đã hết khoảng là 40% rồi như bình thường. Với nhu cầu sử dụng của mình dùng rất là ít, nó chỉ vào khoảng là từ 20 cho đến 25% thôi. Có lẽ là đây là phiên bản cập nhật, cũng không biết thế nào nữa, nhưng mà rõ ràng thời lượng pin ở thời điểm hiện tại nó bị tiêu hao đi rất là nhiều. Anh em cần lưu ý điều này nhá. Mà nhắc đến những cái tính năng về sức khỏe thì chúng ta không thể không nhắc đến về cái giao diện phần mềm Health ở trên iOS. Giao diện bây giờ được làm rất là đẹp mà trực quan hơn rất là nhiều, cộng thêm với chế độ Dark Mode nữa, nhìn rất là dễ. Ngoài ra thì nó còn được bổ sung thêm một vài những tính năng, ví dụ như là bây giờ cũng có thể đo độ sâu của giấc ngủ này. Đấy, anh em có thể xem được là mình ngủ có sâu hay không, nhưng mà khi ngủ mình không đeo đồng hồ thì mình cũng, nó cũng chưa cập nhật ở đây. Và bên cạnh đó còn đo được những gì? Activity này, cái này thì từ trước này đều có rồi. Ngoài ra thì nó còn có thể đo được chu kỳ kinh nguyệt nữa. Đây, nhưng mà cái này thì chắc mình không cần. Tóm lại, iOS 13 và watchOS 6 xứng đáng để chúng ta có thể nâng cấp được ngay. Có thể là đối với những người dùng Android, những cái tính năng mới trên iOS 13 nó không có điều gì là quá nổi bật, quá hấp dẫn. Nhưng mà đối với những người dùng iPhone thì chúng ta có rất là nhiều thứ để có thể chơi đùa với phiên bản cập nhật iOS 13 này. Hay là đối với watchOS cũng vậy, chúng ta có rất là nhiều hình nền mới, như thể là các bạn vừa mua một chiếc đồng hồ mới vậy. Ok, hy vọng rằng anh em sẽ cảm thấy yêu thích video này. Anh em nghĩ sao về watchOS 6 cũng như là iOS 13? Hãy cùng comment về phía bên dưới nhé. Và anh em nào đã lên hay chưa? Nếu mà anh em lên rồi thì hãy comment phía bên dưới về những cái trải nghiệm của anh em sau những ngày sử dụng vừa qua nhé. Hy vọng rằng anh em sẽ cảm thấy yêu thích video này. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.